Về với miền quê Lai Vung, Đồng Tháp, ta không thể nào quên những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, những dòng kênh và sắc hồng tinh khiết của mùa sen nở. Có một người thật đậm chất lão nông, chất hai lúa như bà con thường gọi. Thật không lẫn vào đâu phong cách chất phác đôn hậu mà hào phóng của cụ già miệt vườn Tây Nam Bộ. Ít người nghĩ đó là một anh hùng phi công tiêm kích nổi tiếng một thời. Dường như thời trai trẻ và chiến tích ông đã gửi lại đâu đó phía sau lưng để trở về với cuộc sống của cha ông, phong cách muôn thuở của bà con lối xóm. Nhìn cuộc sống ngày thường thật khó hình dung, ông là lớp phi công phản lực đầu tiên. Vâng, ông là Nguyễn Văn Bảy, anh hùng lực lượng vũ trang, một trong những phi công giao chiến với không lực Mỹ. Nhớ lại, từ ngày 5 tháng 8 năm 1964, không quân Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc Việt Nam với ý định đưa các miền quê này trở về thời kỳ đổ đá. Ngày 19 tháng 6 năm 1965, biên đội máy bay tiêm kích MiG-17 đầu tiên từ nước ngoài về hạ cánh xuống phi trường đất mẹ. Rồi những máy bay hiện đại thần sấm con ma đã lập tức đánh phủ đầu. MiG-17 tốc độ chậm, ra đời từ đầu Thế chiến II, chỉ được trang bị pháo cỡ nhỏ, liệu có thể là đối thủ? Bấy giờ, lực lượng không quân Việt Nam dẫu còn non trẻ phải lập tức vào trận đánh địch ở tầm cao, phối hợp với lưới lửa phòng không tầm thấp. Là một chiến sĩ miền Nam tập kết ra miền Bắc năm 1954, chiến sĩ Nguyễn Văn Bảy được ưu tiên học văn hóa. Ông Bảy vẫn nhớ ngày ấy, với phương châm cần gì học đó. Trong vòng 7 ngày, ông học xong 7 lớp để đủ tiêu chuẩn kiến thức lớp 10 trước khi gửi ra nước ngoài đào tạo phi công. Để trở thành phi công tiêm kích, sức bền thể lực và hệ thần kinh phải như chất thép và nhạy cảm. Không phải tất cả đều vượt qua được những bài tập nghiệt ngã. Đồng đội gọi vui anh chiến sĩ trẻ này là Bảy Cù. Gọi ta thì sao? Bảy Cổ. Đầu tiên, Bảy Cổ. Tôi hỏi Cổ là cái gì bên tôi? Nói Cổ là con gà Cổ, đi đá người ta. Chỉ thân mà. Thân nghĩa là thân thật to, ngực thì đỏ. Em tay chân vèo vào gọi là anh Bảy Cổ. Trận không chiến đầu tiên trên vùng trời Bắc Giang, chiếc MiG-17 do ông Bảy lái bị bắn thủng cả phía sau phía trước, ngay vị trí kính trước tam tinh bị thủng một lỗ bằng miệng chén. Thế mà Nguyễn Văn Bảy vẫn bình tĩnh dùng một tay bịt lỗ thủng, tay kia điều khiển máy bay trở về hạ cánh an toàn. Nhìn mình phải thấy chứ, bốn nó vừa qua đầu rồi. Máy bay mới lật nguyên nhân xuống. Rồi mình lật trở lại nó lật, mình lật. Nhưng mà thả dụng vụ cũng bóng đại cả rồi. Rồi cũng bay theo cái ổng của bọn. Mà nó ta của rồi, không có giải quyết được. Mà tôi không thấy đạt được đâu mình. Tôi chưa thấy đạt được. Mà vừa tới sân bay Nội Bài á, xong về mình nằm cả đêm ngủ rồi, mới thắc mắc rồi. Tại sao mà người có thể mình không thấy?
Điều ngạc nhiên của tôi nhất là khi nhìn thấy cái máy bay này, không những nó bị thương ở đằng sau đuôi, mà nó còn bị thương ở phía trước nữa. Bị thương ở trước mà bảy nó về, nó lái về hạ cánh được. Trong cái trạng thái đó thì tôi, bản thân tôi thì đã phục rồi. Ung dung về máy bay còn nguyên, được về, tuy là nó thủng được về. Thế anh nó tự trên máy bay xuống, tôi đứng dưới tảng, hai anh em ôm nhau. Năm 1990, khi nhận quyết định nghỉ hưu, phi công Nguyễn Văn Bảy đưa vợ con trở lại quê nhà ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Sinh ra từ làng, nghề nông và mảnh đất quê hương lúc nào cũng như tha thiết gọi ông trở về. Đất quê dù màu mỡ nhưng ngày trở về hoang vu đầy cỏ dại. Hai vợ chồng ông chung sức cải tạo ruộng, làm chuồng trại chăn nuôi, đào ao thả cá. Cuộc sống điển viên tưởng như thư thái, nhưng thực ra trước đó phải đổ rất nhiều công sức. Vốn tính tình bộc trực, ông Bảy nói với nhóm làm phim, chuyện không chiến để sau. Và ông không theo bất cứ sự đạo diễn nào. Chúng tôi ghi lại những công việc thường ngày. Và quả thực, nhìn phong cách lao động kiên trì cẩn mẫn của ông mà lượng ra bản lĩnh con người. Ông nó chín nhưng mà hồi nãy tính con cá lớn mà cắm ngược ở đầu chứ cắm mấy ở dưới. Có chuyện cháy dầu á. Niềm vui của gia đình ông là lúc hàn huyên cùng những người bạn đến thăm nhà. Món ăn quê hương miền Tây bình dị, nơi nào cũng giống nhau, chỉ có tình bạn là mang sắc thái riêng. Nhưng bây giờ là ông chịu khó học hỏi, ông làm nông dân. Ông sẽ đét có hai con ruộng. Tao xạ xong rồi không? Sinh ra tao là dân, dân rồi mà tao lớn lên là tao làm nông mày. Bây giờ mùa này anh xạ được mấy công? Mùa có 5 công. Giống gì? Đó. Giống là ăn dẻo. Dẻo là thơm, mấy mình già rồi ăn mấy rồi. Thơm, dẻo rồi. Anh Bảy thì anh về đây anh làm ruộng làm rẫy kêu hay giỏi, không ai bằng ông Xuyên, tối ngày luôn á, nắng mưa ông không có kể gì nắng mưa chứ anh làm, ông làm kêu giỏi hơn ở địa phương đây nữa. Để bay lên bầu trời thường phải có sức mạnh từ mặt đất. Thời thơ ấu, ông Bảy chỉ nhìn thấy máy bay bay qua cánh đồng này tít trên cao. Rồi chính nhờ công sức, mồ hôi và cả máu của bà con đã đổ ra trên đồng ruộng, nhờ những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, mà anh chiến sĩ trẻ miền Nam và đồng đội đã bay lên. Ông yêu đồng ruộng vì đất đai luôn là nguồn sống muôn đời. Nhiều khi cặm cụi lao động một mình, ông tự đặt ra câu hỏi, nên tác động vào đâu trong quãng sinh trưởng của vòng đời cây lúa để năng suất cao hơn. Vậy là ông tìm đến trao đổi với các nhà sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Mời họ đến cùng xem xét, nghiên cứu tại đồng ruộng của bà con xóm ấp. Ông trở thành bạn bè, khách hàng thân thiết của công ty sản xuất phân bón Hạt Ngọc Trời. Ban lãnh đạo công ty rất quý người nông dân đặc biệt này. Nó cái này là nó nở là tuổi hai rồi, nhiều, nhiều quá trời ta. Không dạ. Mình mới nhắn giả là coi như là rồi có sâu lắm. Đối với anh Bảy đó, ông là cái người mà rất là sáng tạo, rất là thông minh, rất là luôn luôn tìm kiếm cái mới và những vấn đề nó mang tính chất về nguyên lý và khoa học đó. Ngay trong sản xuất, ông đã có những cái đóng góp, có những cái góp ý cho anh em trong cách làm, trong những vấn đề thuộc về phải suy nghĩ về khoa học, cái hướng đi. Con người đó là con người cho tới giờ phút cuối, tôi thấy tới bây giờ vẫn là có một cái giá trị đặc biệt. Từ thực tiễn trên bầu trời Việt Nam,
Nguyễn Văn Bảy đã sáng tạo ra lối cận chiến trên không, phù hợp với điều kiện trang bị và tính năng máy bay MiG-17 tốc độ chậm và vòng lượn hẹp. Cách đánh đó vốn không có trong giáo trình đào tạo. Ước lượng khoảng cách máy bay Mỹ có thể phóng tên lửa, anh lật cánh tránh gấp và vòng lại, có khi chỉ cách những chiếc thần giấm con ma 300, thậm chí 100 mét mới nổ súng. Máy bay địch không thể nào tránh kịp. Cựu phi công Nguyễn Văn Bảy kể lại cách đánh thời đó với thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay. Ông cái khi mà mình nổ súng mình phán đoán cự ly bao nhiêu, nhiều anh nó không phán đoán được, xa lắc xa lơ và nó đã bắn rồi. Từ sân bay Đáp mà hướng về cầu Hữu Lũng, về vùng Hữu Lũng thì đi với góc độ là gần như 90 độ. Thì thấy tôi nhìn thấy một chiếc ông trong năm, nhưng mà lúc đó tôi bảo là gì công kích gì xa dữ người ta hay trong bộ phim nói vậy, gì công kích xa vậy. Đây ông nghiêng, ông tăng lực mà mít 17 mà tăng lực mà đuổi với ông trong năm mà nó phải thẳng bây giờ nó bị đạn nó bắn vào, nó vào xem xuống nó đi đạn đi dọc bắn cò cái đạn lửa cứ biết liền đạn trước đạn sau tôi điều chỉnh cho tôi không có ngắm trời ngồi co ngắm nhìn nó lâu chúng thôi mà thấy trước rồi dùng tay lại mà thấy sau thì kéo lên một chút và lại nhấn vào thằng đó. Cách đánh của anh Bảy đó, của anh Hùng Bảy đó là cận chiến quyết liệt, bắn trúng ngay cái loạt đạn đầu tiên và đã bắn là bắn rơi tại chỗ. Đấy là cái quyết liệt, cái dũng cảm, cái mưu trí sáng tạo của anh Hùng Bảy trong chiến đấu. Điện đài phi công Mỹ nghe được thường có từ Tun. Họ cho rằng đó là tên của phi công siêu cấp bên cạnh lưới lửa phòng không dày đặc tầm thấp tầm cao. Trong giai đoạn 1965-1967, phi công Nguyễn Văn Bảy đã bắn rơi 7 máy bay hiện đại thần giấm con ma thập tự quân. Mãi sau này, các phi công Mỹ mới biết đại tá Tun chính là anh hùng Nguyễn Văn Bảy. Ngày ấy, MiG-17 chỉ được trang bị 3 khẩu pháo cùng 200 viên đạn, nên phi công Nguyễn Văn Bảy chỉ quyết định nhấn nút bắn khi nhìn rõ buồng lái và số hiệu máy bay của đối phương. Một phi công bắn rơi 7 máy bay được coi là đẳng cấp Acer. Danh hiệu có từ Thế chiến 2, người Mỹ vốn sòng phẳng nên thật lòng ngưỡng mộ. Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua tháng 12 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh vui mừng khi nhân tố con người Việt Nam được phát huy cao độ. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Nguyễn Văn Bảy là một trong 3 phi công đầu tiên được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng với Trần Hanh và Lâm Văn Lích. Các anh là niềm tự hào của đồng đội, đất nước và dân tộc khi người Việt Nam giành chiến thắng ở tầm cao. Hơn 80 tuổi rồi, mắt đã mờ, chân đã chậm, nhưng vẫn phong độ của người lính dạt dày trận mạc trên lưng chiến mã. Hoàn toàn khác về trang bị, cơ cấu điều khiển, vũ khí tấn công so với những chiếc én bạc xưa kia. Nhưng thế hệ trẻ, một lòng ngưỡng mộ trước người anh hùng, có rất nhiều giờ bay chiến đấu trên không, với cách đánh sáng tạo và dũng cảm. Vì chỉ có như vậy mới bay lên và chiến thắng. Thế hệ hôm nay được làm chủ những máy bay hiện đại, hệ thống chỉ huy dẫn đường tiên tiến. Dù đã nhiều năm về với ruộng đồng, nhưng đại tá Nguyễn Văn Bảy không hề bỡ ngỡ trước công việc chỉ huy bay, bởi ông vẫn theo dõi thường xuyên qua sách
tạp chí hàng không, đặc biệt là những tiến bộ của không quân thế giới. Ngành giáo dục Đồng Tháp thường mời cựu chiến binh Đại tá Nguyễn Văn Bảy đến thăm các trường và nói chuyện với học sinh, bởi ông đã trở thành thần tượng trong lớp trẻ. Xuất hiện trước các cháu như một người ông đôn hậu, cựu phi công Nguyễn Văn Bảy ít nói về mình mà chỉ gieo vào lòng thế hệ trẻ những ước mơ hoài bão. Ông muốn truyền đến các em khí phách anh hùng của thế hệ ông cha, quyết bảo vệ mảnh đất này, bầu trời này khi đất nước bị kẻ thù xâm lược. Là người anh hùng mà không xa lạ trong cuộc sống đời thường, ông để lại dấu ấn trên cánh đồng, đường làng, trong tình cảm của bà con xóm ấp, phong cách thật sự của lão nông Nam Bộ, dẫu gần hết cuộc đời gắn bó với cánh bay. Cái mà tôi ấn tượng nhất là cái tính cách nông dân của anh. Bảy là nông dân đồng bằng sông Cửu Long, Bảy là nông dân của Nam Kỳ, của Nam Bộ. Cho nên là cái tính cách của anh ta nó chân thật, bao dung và rộng mở. Thời trẻ bay trên bầu trời, tuổi già dầm mình dưới kênh ao. Nhưng đây mới là quãng thời gian ông được sống tất cả cho gia đình. Vợ ông, bà Trần Thị Niên, vốn là cô học sinh con cán bộ tập kết ra miền Bắc. Bà kể, năm 1966, hai người làm đám cưới gần sân bay Két, Bắc Giang. 30 phút sau đám cưới, phi công Nguyễn Văn Bảy phải trở về sân bay trực chiến. Bà còn nhớ ngày ấy, cứ mỗi lần nghe tin không chiến, lại đạp xe từ khu tập thể Nam Đồng, nội thành Hà Nội, sang sân bay Gia Lâm để hỏi về tin tức trong nỗi lo thắt ruột. Bây giờ cuối đời mới được sống thật sự bên nhau, nhưng vợ chồng nhà nông tóc bạc trắng cả rồi. Con sống nơi xa, nhưng căn nhà nhỏ này chẳng mấy khi vắng vẻ. Bạn bè, đồng đội thường đến thăm nhau. Bà Niên lại cảm thấy vui khi trở thành người phục vụ cho bàn nhậu ngoài vườn. Trước bạn bè, ông Bảy không giấu nổi niềm xúc động, biết ơn người vợ. Trong quá trình mình chiến tranh, mình đi đánh nhau thế, ba đứa con khi sinh ra tôi không được ở nhà, không có mặt ở nhà. Nhưng mà do bà tất cả. Bây giờ đó, công lao của bà giờ nuôi con cái lớn lên trưởng thành. Và tôi khi tôi về, tôi cũng được hưởng cái đó, thì tôi thấy là bà rất là, tôi rất là cảm động và tôi rất là thương yêu, coi như thương yêu bà. Mấy chục năm sau chiến tranh, nhiều phi công Mỹ cựu thù trên bầu trời năm trước đã về Đồng Tháp diện kiến Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy, trong đó có tướng không quân Steve Ritchie, người từng lái chiếc F-4, và thiếu tá Charlie Plum, người lái chiếc F-105 tham chiến trên bầu trời miền Bắc Việt Nam thuở ấy. Ngày nay, thế thời đã khác, họ thân mật như những người bạn. Người lái chiếc MiG-17 nhỏ bé năm xưa mời ông cựu binh Mỹ ăn quả vườn nhà, uống chén rượu lai vung. Dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng dễ hiểu nhau khi kể lại những tình huống trên bầu trời năm ấy. Người cựu phi công Mỹ tặng ông cuốn sách về các trận không chiến đầy ấn tượng. Còn ông Bảy gài lên ngực áo người cựu thù năm trước huy hiệu Không quân Nhân dân Việt Nam.
Họ là những cựu binh từng cận kề cái chết, nên giờ đây hiểu sâu sắc cái giá của hòa bình. Nhiều lúc nằm một mình, ông Bảy thường nghĩ đến Bác Hồ, người đã đưa những thanh niên nông dân như ông cất cánh bay trên bầu trời cao rộng. Nhớ đến lời hứa ngày đất nước thống nhất sẽ lái máy bay đưa Bác vào thăm lại đồng bào miền Nam. Lời hứa đó tuy không thành hiện thực, nhưng là động lực thôi thúc ông luôn nỗ lực cố gắng. Hôm nay, lão nông Nguyễn Văn Bảy lại khoác lên mình chiếc áo quân phục đã trở thành kỷ niệm. Đó là dịp ông ra Bắc thăm đoàn không quân Yên Thế, thăm bà con đã cưu mang mình và gia đình những người đồng đội. Bà Nguyễn Thị Mậu, vợ liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang, phi công Nguyễn Văn Lai, không thể kìm nén những giọt nước mắt khi gặp lại ông Bảy, bạn chiến đấu thân thiết của chồng mình. Năm 1966, khi anh Lai hy sinh, phi công Nguyễn Văn Bảy nhận cháu Phúc, con trai duy nhất của bạn, làm con nuôi, chăm sóc, dạy dỗ, chỉ bảo từng điều nhỏ. Giờ đây, đứng trước bia tưởng niệm các liệt sĩ của đoàn không quân Yên Thế, ông Bảy có thể yên lòng vì con bạn đã trưởng thành. Với phi công Nguyễn Văn Bảy, được trở về sống bình yên như bà con xóm ấp quê hương đã là niềm hạnh phúc. Cũng chỉ vì sự bình yên ấy mà bao người lính lên đường đánh giặc. Từ hồi nhỏ tôi quen ruộng đồng rồi, khi mà về hưu tôi cũng phải bám ruộng đồng mà sống. Hai nữa, sống ở ruộng đồng á, cái không khí nó trong lành, lao động để vui, rồi có ăn. Về đây buổi sáng tôi lao động, tôi tập thể dục, là tôi tưới cây, là tôi trồng cây này, tôi chặt cây kia, tất cả các thứ đó, như thế là vừa thoải mái tinh thần, vừa rèn luyện được sức khỏe đó, mình sống cuộc đời thoải mái vậy thôi. Thời thơ ấu, nhìn cánh cò Đồng Tháp trao liệm giữa bầu trời, ông từng ước mơ được bay lên như thế. Người có công lao thật sự lại thích sống đời giản dị, được bà con yêu mến. Phải chăng đó là điều đáng suy nghĩ dành cho thế hệ hôm nay? Đội quân tiên tiến bậc nhất thế giới ấy lại rơi như sung rụng trên bầu trời Việt Nam. Bắn rơi máy bay Mỹ nhiều nhất là bộ đội tên lửa, pháo cao xạ. Nhưng điều làm cả thế giới phải kinh ngạc là những chiếc máy bay F-4, F-105 được mệnh danh là những con ma thần sấm, trang bị tên lửa tối tân, được điều khiển bởi những phi công Mỹ lão luyện có hàng ngàn giờ bay, đã phải gãy cánh trước những chiếc máy bay MiG-17 cổ lỗ sĩ, cho những phi công Việt Nam vừa rút chân ra khỏi ruộng đồng, tòng quân đi bộ đội đánh giặc cứu nước. Trong số những phi công ưu tú ấy,
có đại tá Nguyễn Văn Bảy, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Với chiếc MiG-17, ông đã đọ cánh và bắn rơi 7 máy bay của Mỹ. Và ông luôn cùng với chiếc máy bay của mình trở về trong chiến thắng. Sau gần 20 năm kể từ khi cởi áo lính ở chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Không quân Nhân dân Việt Nam, trở về với ruộng đồng, trở về với nơi chôn nhau cắt rúng ở vùng quê Hòa Thành, một vùng sông nước đẹp và nên thơ của Đồng Tháp. Anh hùng Nguyễn Văn Bảy giờ là một lão nông vui tính. Đồng đội ông có bất ngờ nhưng không coi đó là chuyện lạ, bởi họ biết ông Bảy vốn xuất thân từ đồng ruộng, đi bộ đội làm lính bộ binh, rồi trở thành phi công chiến đấu. Cánh bay lẫy lừng của ông đã một thời làm cho người Mỹ khiếp vía. Và bây giờ ông trở lại đồng ruộng cũng là hợp với quy luật của cuộc đời. Kẻ thù của ông, những phi công Mỹ từng không chiến với ông Bảy, giờ đã trở thành những chủ tịch tập đoàn, làm luật sư hoặc nghị sĩ. Khi ghé thăm ông đều thắc mắc, vì sao một anh hùng như ông lại có một cuộc sống đời thường như thế? Và ông Bảy luôn nói với họ rằng, ở Việt Nam của tôi, ra ngõ gặp anh hùng. Bến sông của ngày tập kết năm nào vẫn còn đó, nơi ông giả từ mái ấm gia đình với lời hẹn ước 2 năm trở lại. Nhưng vì sự tráo trở của kẻ thù, ông lại bước tiếp vào cuộc chiến 21 năm đồng, mang theo bao nỗi nhớ quê nhà. Lăng cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc cũng là nơi cuối cùng ông đến chào trước khi cùng đoàn quân ra Bắc theo hiệp định Geneva. Khi mà chuẩn bị tập kết ra miền Bắc thì cũng rất may là được đóng quân ở trong địa bàn của tỉnh Đồng Tháp, và hồi xưa là quân Cao Lãnh. Thì chủ trương của trên là, tức là trước khi bộ đội ra miền Bắc thì mỗi đơn vị phải đến đây để mà viếng. Đồng thời là nếu mà thấy vệ sinh cỏ rác này là không, nó còn mọc thì làm, còn không thì đến chủ yếu là viếng, để sau này ra miền Bắc mà gặp Bác Hồ thì thưa lại với bác rằng là chúng tôi trước khi ra miền Bắc thì chúng tôi đã có đến viếng mộ của ông cụ. Đầu năm 1958, ông được nhà nước tuyển chọn đào tạo và là phi công chiến đấu đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam. Thế hệ phi công của ông phải đương đầu với không lực của kẻ thù hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Ông Nguyễn Văn Bảy bắn rơi chiếc phản lực F-4 đầu tiên trên vùng Bắc Sơn, một loại máy bay được mệnh danh là con ma của không lực Hoa Kỳ. Hôm đó nó cho khoảng chừng 20 chiếc F-105 rồi rất nhiều F-4 để đi bảo vệ vô đánh kho xăng Đức Giang. Thì chúng tôi được có cánh lên ở phía bắc Tam Đảo, vào được một cái tốp F-105. Thì lúc đó nó còn đang mang bom đạn, nó chưa vô hết. Thì coi như là chúng tôi vào tôi bắn trúng một chiếc bay, rồi từ trên tôi bắn xuống máy bay tôi lao xuống này, thì tôi thấy coi như là cái cánh rồi mà tôi nhìn thấy trời, coi như lủng một lỗ to thế này, nhìn thấy trên. Trận đánh đó, phi công Nguyễn Văn Bảy đã trả được món nợ trong lần đỏ cánh đầu tiên cách đó vài tháng. Lần đó biên đội của ông chỉ chọn vẹn 2 chiếc MiG-17 đã dám lao vào quần nhau với hàng chục chiếc F-4. Ông Bảy bị 2 chiếc F-4 dùng tên lửa bắn nát hết đuôi máy bay, rất khó điều khiển. Sở chỉ huy đã ra lệnh cho ông nhảy dù, nhưng ông đã xin phép và đưa máy bay về hạ cánh an toàn trong dòng mưa bom bão đạn. Nhà văn Lê Thành Chơn, ngày ấy là một sĩ quan dẫn đường của Sở chỉ huy Không quân Nhân dân Việt Nam và cũng là một người đồng đội thân thiết của ông Bảy,
đến nay vẫn còn nhớ chi tiết từng trận đánh của ông Bảy. Ông Bảy bị bắn 82 lỗ, như thế điều khiển rất khó khăn, vẫn điều khiển máy bay về hạ cánh được an toàn. Thì như thế là cái đó là cái gì? Cái đó là bản lĩnh, dũng cảm, kiên trì và mang một chút gì đó. Cái anh Hai Lúa, này tôi cho như thế vì là ảnh chẳng sợ chết. Phi công Nguyễn Văn Bảy là con em đầu tiên của miền Nam bắn rơi máy bay hiện đại của Mỹ. Hai tháng sau, phi công Nguyễn Văn Bảy tiếp tục bắn rơi chiếc F-105 trong một trận không chiến ác liệt, và ông lại chiến thắng kẻ thù. Đồng đội giang tay đón ông trở về trong niềm vui khôn xiết khi một lần nữa không quân nhân dân Việt Nam đã chiến thắng không lực Hoa Kỳ. Với chiến thắng của mình, ông Bảy đã trả thù cho bà con ở quê nhà và đồng bào miền Bắc. Được bác Hồ đến thăm và bác Hồ có cái nói chuyện với không quân. Bác nói là đất nước ta đã từng chiến thắng ở trên mặt đất. Từ ông cha ta bảo vệ đất nước thì như những trận trên mặt đất là ở Đông Đa nè. Rồi Điện Biên Phủ gần nhất, hồi thời đó gần nhất là Điện Biên Phủ. Rồi còn hải chiến thì Bạch Đằng. Bây giờ không quân mới tuy là lực lượng rất nhỏ, vũ khí thì so với Mỹ thì không bằng, quân số cũng không bằng, nhưng mà các chú làm thế nào các chú phải đánh mở mặt trận trên không thắng lợi. Này, ông Bảy còn nhớ như in thì bác. Bác đã trang bị cho lớp phi công chiến đấu vũ khí vô cùng sắc bén, là lòng yêu nước và niềm tin vững chắc đến thắng lợi cuối cùng. Chính nhờ trang bị tư tưởng tiến công, chiến thuật không chiến của bác chỉ đạo để giúp cho phi công Nguyễn Văn Bảy những đường bay đầy táo bạo, thông minh. Đó là trận đánh vào ngày 5 tháng 9 năm 1966 trên vùng trời Phủ Lý và Ninh Bình. Chiều hôm đó, Mỹ đưa một tốp F-105 vào đánh bom Cầu Xé. Theo sau là tốp F-4 bảo vệ. Phi công Nguyễn Văn Bảy và Võ Văn Mẫn được lệnh cất cánh nghênh chiến. Vừa nhìn thấy hai chiếc MiG-17, địch đã kinh hoàng quay đầu tháo chạy. Chúng đinh ninh rằng với tốc độ gấp 2 lần tốc độ âm thanh, những chiếc MiG-17 tốc độ chậm sẽ không làm gì được. Nhưng bọn chúng đã sai lầm. Nó thấy thì nó không tiếp chứ, nó không tiếp cận, nó không chơi với mình, nó định rút lui vì nó thấy tốp kia ra hết rồi. Bây giờ nó rút lui, nó không giáp sát với mình, nó vòng bên phải. Vòng phải thì bên phải có đám mây rất to. Bây giờ mình á, máy bay mình tốc độ nhỏ, mình đuổi theo nó sau lưng nó không được, bây giờ phải đi tắt cái đám mây, đi vòng. Nhưng đi tắt cái này nó có quan trọng nhất là nếu mình đi sớm thì mình đưa lưng cho nó đánh, còn mình đi muộn thì coi như mình không đuổi kịp nó vì tốc độ nhỏ. Nhưng mà khi mà tôi vừa qua đúng thì tôi thấy hai chiếc bay nó còn đang lượn theo hình con rắn này. Thì chiếc thứ hai tôi vào, tôi bắn một phát mấy lò đạn, mấy viên thì bắt đầu trúng, nó cắm đầu xuống cháy. Rồi tôi tách ra, tôi nói số 2 vô công kích, thì số 2 vô bắn hai một loạt nữa thì coi như trúng rớt hai chiếc bay. Trong cuộc đời làm dẫn đường của tôi thì tôi nói tôi khoái nhất là những anh đã lên trời thì bắn rơi đem đuôi máy bay Mỹ đem về. Nhưng mà tôi thích nhất cái Bảy lại chỗ đó. Mà chiến thắng của bác Bảy, của không quân ta nói chung ấy, nó ẩn đằng sau đó chiến công thầm lặng của các sĩ quan dẫn đường. Người mà đã tạo thế cho chúng tôi lên
khi mà dẫn vào đánh khuôn Mỹ, chúng tôi đúng là mắt mình giỏi lắm, nhìn là 20 cây. Biết được đâu. Dẫn đường đưa chúng tôi vào, khi đấy máy bay trước mặt anh đấy, anh bắn đi. Thì khi chúng tôi nhìn thấy máy Mỹ rồi thì lúc đó bắn. Những người dẫn đường họ âm thầm không ai biết, đưa chúng tôi vào thế lợi nhất để tôi diệt. Ngày 16 tháng 9 năm 1966, sĩ quan dẫn đường Lê Thành Chơn đã đưa máy bay của phi công Nguyễn Văn Bảy vào thế có lợi nhất, giúp ông tiếp tục bắn rơi thêm một chiếc F-105. Và như vậy, chỉ trong vòng 6 tháng, phi công Nguyễn Văn Bảy đã bắn rơi 4 máy bay Mỹ. Chỉ 6 tháng ấy đã giúp ông dày dặn kinh nghiệm hơn, càng có bản lĩnh chiến đấu hơn. Ngoài chiến thuật đánh đối đầu, viên đội trưởng Nguyễn Văn Bảy là một trong những phi công luôn phát huy lối đánh gần, đánh sáp lá cà mà không phải phi công nào cũng đủ can đảm áp dụng. Mức độ bắn gần của Bảy thì rất là cao. Bảy thường thường bắn ở cự ly khoảng 200m cho tới 300m, không có bắn xa hơn. Bắn xa thì chưa chắc, bắn xa thì bắn hút quả, chưa chắc đâu chúng. Cho nên Bảy bắn cự ly khoảng 200m và có trận thì là chỉ bắn ở cự ly dưới 100m. Dưới 100m như cái trận ngày 5 tháng 9. Bắn mà còn đem Mika về. Đem Mika trên cái buồng lái của máy bay của Mỹ, đem về. Tức là nó bắn, nó té ra, nó vỡ ra. Thì là mình bay vô thì cái lỗ mũi của cái Mỹ-17 nó có hai cái lỗ mũi, hai bên. Thì hai cái lỗ mũi nó chui vô trong đó, thì về nhà hốt ra được cả chén. Đại tá Từ Để, một trong năm phi công dùng máy bay địch ném bom sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, và cũng là một trong những người lính thân thiết của ông Nguyễn Văn Bảy trong những ngày khói lửa quần nhau với máy bay Mỹ. Thế hồi bác Bảy là thiếu tá trung đoàn trưởng, tôi mới là trung úy chiến đấu viên. Thì phải nói về tôi như thế nào thì để tôi so sánh bác Bảy. Tôi thì được là dạy dỗ 10 năm trong nhà trường. Thì kiến thức của tôi, văn hóa đấy, dứt khoát là cao bác Bảy. Thứ hai là tôi trẻ hơn, thế nên trình độ bay của tôi là giỏi bác Bảy, khẳng định. Tôi bay đêm, mọi thời tiết, giáo viên mọi tiết, bác Bảy bay ngày. Thứ ba là tôi trẻ hơn, tôi khỏe hơn. Thế nhưng kết quả chiến đấu thì bác Bảy bắn rơi 7 chiếc, tôi zero, không bắn chiếc nào. Đấy. Để nói lên rằng tất cả kiến thức, sức khỏe, trình độ bay nó phải thể hiện qua bắn rơi máy bay cơ. Thì bác Bảy là vô địch. Và thế hệ phi công như tôi là thế hệ trẻ nhất về gặp bổ sung trong Mỹ thì đều công nhận bác Bảy là phi công số 1 Việt Nam. Và nước không quân Mỹ cũng công nhận. Không chỉ bắn rơi máy bay địch, phi công Nguyễn Văn Bảy đã nhiều lần cùng đồng đội lao vào nhiều tốp máy bay đông đảo của giặc Mỹ đang mang bom vào đánh Hải Phòng, buộc chúng phải bỏ chạy tán loạn mà không thực hiện được hành vi tội ác. Ba chiếc khác bắn như thế là rời ba chiếc, còn mình tôi biết sao, nó đặc nghẹt, đông quá. Tôi mới vừa ngắm thằng này thì thằng khác nó sau lưng, tôi phải quay lại tôi đối phó thì mới vừa đối phó thằng này. Quay chuẩn bị thằng này thằng khác nó lao vào, mà mỗi lần nó lao nó bắn hai quả tên lửa, nó bắn tôi đến tất cả khoảng chừng hơn chục quả tên lửa. Nhìn thấy bầu trời cứ vì nó bắn ra tên lửa, nó bắn ra là nó có một cái vệt khói nó bắn ra. Cuối cùng là ba đồng chí bảo vệ tôi đó, coi như các đồng chí đánh rơi, các đồng chí báo thì các đồng chí xin rút lui, còn mình tôi ở là coi như nó bao vây. Tôi quyết tâm là tôi chơi cho đến cùng. Nhưng mà sau đó một thời gian rồi cuối cùng nó cũng phải giãn ra, nó phải bay về để nó tiếp dầu đạn dược, nó tiếp dầu tôi bay về sân bay cái ở sân bay Gia Lâm, tôi hạ cánh an toàn. Thì bữa đó là coi như là tất cả nó khoảng chừng hơn 30 mà mình có 4 chiếc và thành ra chúng tôi phá được cuộc càn quét của nó, tức là xông vào giữa cái đội hình ném bom của nó thì bắt buộc nó phải ném bom để nó rút lui chứ nó không tiếp tục được. Vì nó tiếp tục vô thì nó sợ mình đánh nó. Thành ra cuối cùng là kết thúc một cái trận rồi tôi nói gọi là
không phải tàu ngộ chiến nhưng mà gọi là giáp lá cà để mà đánh nhau quần nhau rất kịch liệt. Sau khi mà nó tan rồi tôi cũng muốn chết luôn. Ngày 1 tháng Giêng năm 1967, phi công Nguyễn Văn Bảy được Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, một danh hiệu mà ông không hề dám nghĩ tới. Ông là một trong ba phi công đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được phong tặng danh hiệu cao quý này. Nhớ về những ngày này, Trung tá Đỗ Huy Hoàng, một đồng đội chiến đấu của ông Bảy, cho biết. Đặc biệt anh sau khi mà Tuyên Dương anh hùng á, anh còn xung phong, anh đi trực, anh đi đánh nhau ba trận nữa, ba chiếc nữa. Điều đó đều là cái tấm gương rất là tốt cho anh em học tập. Giữa những trận không chiến ác liệt ấy, cũng đã có nhiều phi công của ta bị bắn rơi và dũng cảm hy sinh. Khi Nguyễn Văn Bảy bắn rơi đến chiếc máy bay Mỹ thứ 7, thì Bác Hồ, vị lãnh tụ luôn nặng lòng với đồng bào miền Nam, đã có ý không để phi công Nguyễn Văn Bảy tham gia những trận đánh ác liệt nữa. Bác muốn sau này, đồng bào miền Nam có điều kiện gặp gỡ phi công Nguyễn Văn Bảy, con em mình, bằng xương, bằng thịt. Ông Nguyễn Văn Bảy cũng là một anh hùng không quân, được nhiều lần mời tham gia đoàn chủ tịch các cuộc meeting lớn của nhà nước và là chiến sĩ không quân đầu tiên được bầu vào Quốc hội khóa 4 và khóa 5. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông giữ cương vị Phó Tham mưu trưởng Không quân Việt Nam phụ trách phía Nam. Trên cương vị chỉ huy này, ông đã cùng đồng đội tổ chức sửa chữa các sân bay, máy bay do địch để lại, củng cố sức chiến đấu của Không quân Nhân dân Việt Nam sẵn sàng bảo vệ bầu trời phía Nam của Tổ quốc. Ở tuổi 55, ông xin về hưu sớm. Ông nghĩ là chiến sĩ lái máy bay phải biết cất cánh đúng lúc và cũng phải biết hạ cánh đúng lúc. Cuộc sống thảnh thơi của một lão nông nơi quê nhà Đồng Tháp khiến ông thích hơn là sống ở thành phố. Biển lúa vàng thơm ngát cả tình quê, nơi tổ tiên ta đã mồ hôi trộn máu, nơi gốc tràm xưa sình lầy còn in dấu, nay cho ta trái ngọt với hoa thơm, trời tự do cho mây gọi cánh chim dờn. Tượng hình lên từ mặt đất thâm u, một nền văn minh có từ ngàn đời xa tích tắp, để ta có một quê hương Đồng Tháp, để ta có giọng hò say đắm cả muôn phương, để ta có tầm dốc hiên ngang và chí khí kiên cường, đánh giặc từ khi tóc biếc xanh đến mái đầu nhuốm bạc. Ở tuổi đã cao, cánh én bạc Nguyễn Văn Bảy, phi công Việt Nam kiên cường đánh Mỹ ngày nào, ông đã từng thiêu cháy 7 con ma thần sấm Mỹ. Trong sâu thẳm trái tim ông, Bác Hồ là nguồn động lực đã giúp ông làm nên chiến thắng ấy. Cho dù ở vị trí nào, chiến sĩ, phi công, chỉ huy trung đoàn, sư đoàn, phó tham mưu trưởng quân chủng không quân, và nay là một cán bộ nghỉ hưu, tính cách Nam Bộ chân chất trong ông vẫn vậy. 74 tuổi đời, 49 tuổi đảng, ông đã tự hào rằng mình đã chọn đúng con đường đi và đến. Con đường đẹp nhất của đời ông. Thưa quý vị và các bạn, Đại tá phi công, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy đã từ trần hồi 21 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2019. Chuyến bay cuối cùng của cuộc đời ông đã để lại sự tiếc nuối vô bờ của những ai đã từng biết và nghe nói về ông. Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy đã lái máy bay MiG-17 để bắn rơi 7 máy bay hiện đại của Mỹ, một kỳ tích không phải chỉ ở Việt Nam mà của cả thế giới. Phi công Nguyễn Văn Bảy không chỉ là huyền thoại của Không quân Nhân dân Việt Nam mà còn là huyền thoại đối với nhiều phi công Mỹ, những người đã từng là kẻ thù của ông trên bầu trời Việt Nam từ những năm 1965 đến 1973.
sau hòa bình lập lại, ông lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng trong quân chủng không quân. Khi về hưu, ông trở về với ruộng vườn, với bà con lối xóm quê hương, sống một cuộc đời bình dị ở Lai Vung, Đồng Tháp. Với những thành tích trong chiến đấu đã trở thành huyền thoại, ít ai biết rằng ông biết lái máy bay ngay cả khi còn chưa biết đi xe đạp. Chàng thanh niên 18 tuổi Nguyễn Văn Bảy tập kết ra Bắc và sau đó được tuyển vào học lái máy bay khi trình độ văn hóa mới chỉ ở lớp 3. Trong khi hầu hết những phi công khác đều đã tốt nghiệp đại học hoặc ít nhất là trình độ văn hóa lớp 10. Và cũng ít ai biết rằng ông còn là đại biểu Quốc hội khóa 4 và khóa 5. Cũng đã ghi lại hình ảnh về ông cất cánh từ lòng dân. Bày tỏ sự kính trọng và tiếc nhớ đại tá, phi công anh hùng Nguyễn Văn Bảy, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng xem lại chương trình này. Lập chiến công vang, lời bác mang trong tim nhớ tiếng mẹ hiền, là theo ta hòa bay xa trong tình yêu đất nước bao la. Quên sao được những tháng năm. Những trận không chiến thắng lợi đầu tiên vào năm 1965 là nguồn cảm hứng để nghệ sĩ nhân dân Tường Vi sáng tác ca khúc Phi đội ta xuất kích. Lời ca cất lên gợi nhớ về hình ảnh oai hùng và dũng cảm của những phi công Việt Nam sau mỗi trận không chiến trở về. Những ca từ đặc biệt đúng với đại tá, phi công, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, một trong những người phi công tiêu biểu nhất của những năm tháng ác liệt đó, một phi công nông dân từ vùng đất Nam Bộ. Với tình yêu tổ quốc, quê hương nồng cháy, với ý chí chiến đấu và nghị lực phi thường, ông là người sử dụng máy bay MiG-17, bắn rơi được nhiều máy bay nhất trên thế giới. Ông nguyên là Phó Tham mưu trưởng, Quân chủng Không quân và là phi công Việt Nam đầu tiên được bầu làm đại biểu Quốc hội. Trong cuộc chiến với không quân Mỹ trên bầu trời miền Bắc Việt Nam, ông và máy bay MiG-17 lạc hậu đã bắn rơi 7 máy bay thần sấm và con ma của Mỹ. Việt Nam, với lực lượng không quân nhỏ nhất, rẻ nhất, sẵn sàng đương đầu với một lực lượng không quân hùng hậu và hiện đại nhất của Mỹ. Sự kiên cường, mưu trí và một nguyện vọng tha thiết, chiến đấu để bảo vệ miền Bắc, giải phóng quê hương miền Nam đã giúp phi công Nguyễn Văn Bảy lập kỳ tích và trở thành huyền thoại của không quân nhân dân Việt Nam. MiG-17 chẳng qua là đàn cổ lũ sĩ, nó gọi là đàn mũi mắt Bắc Việt, nên nó khinh mình như vậy, nó không đáng đối thủ của nó. Mỹ nó kiêu ngạo lắm, mà nó điêu luyện lắm. Số lượng của nó thì gấp nghìn lần của mình, nhưng đội ngũ phi công Việt Nam, người Việt Nam lái máy bay sẵn sàng chấp nhận cuộc đụng đầu này, nghênh chiến. Và Nguyễn Văn Bảy là một cái người vào lại hàng phi công kiên cường nhất, dũng cảm,
có tình yêu quê hương nồng cháy, có một nguyện vọng tha thiết chiến đấu để bảo vệ miền Bắc rồi giải phóng miền Nam, giải phóng quê hương mình ở miền Nam rất là sâu sắc. Trung đoàn 7 đã bắn rơi 7 máy bay, mà đặc biệt là bác 7 chưa nhảy dù lần nào, tức là không thằng nào động đến lông chân cả. Thì đó là mới là một cái kỳ tích, chứ có thể có những cái loại máy bay khác có thể bắn rơi 8-9 chiếc hoặc có thể nhiều hơn nữa, nhưng với cái loại máy bay đó cái tính năng nó tương tự như nhau, thì cái chuyện bắn rơi cũng là oanh liệt mà cũng phải nói là chiến công rất đặc biệt. Thế nhưng mà nếu như so với cái MiG-17 thì hoàn toàn nó khác. MiG-17 nó đánh nhau thực sự, đấy mới là những trận không chiến cực kỳ ác liệt. Anh phi công nào dũng cảm, anh phi công nào mưu trí thì mới đánh thắng được và mới sống được, nói thẳng mới sống được. Còn cái ông 7 thì mình mà có những cái trận mà mình còn dẫn chính thức cho 93 thì mình thấy là cực kỳ là khó khăn. Bởi vì dẫn vào nó nhìn thấy mình cũng nhìn với nó, cứ kiểu như là hô 1, 2, 3 tao với mày đánh nhau nhá. Lúc bây giờ mới sửa, cứ mấy trăm mốt nó bắn rơi, thằng kia chưa biết nó bắn rơi đâu. Ông có những ông sao mà ông gan thế, rồi gan gì thì gan thì tất nhiên là một điều rồi, dám đánh. Tôi không sợ, tôi dám đánh, nhưng mà nói gan thì cứ ưỡn ngược lại mà nó bắn mình cứ vậy đâu phải. Chứ giờ nó 20-30 chiếc mà một mình làm sao mà đánh cho thắng nó được, nhưng mà mình biết cách đánh. Đánh nhau mà đông nó cũng có rắc rối lắm, trên không phải làm nào giữ đội, giữ anh số 1, chỉ huy số 2, số 3 phải theo, phải bám nhau để bảo vệ cho nhau, nó phức tạp. Còn một mình đó, mình tả xung hữu đột, gặp nào tôi bắn lấy, tôi bắn rồi xong tôi lộn phào lên, tôi lộn lên, lộn xuống vậy rồi tất cả thứ nó mênh mông, tôi lộn, tôi đi đâu tôi đi. Có như hỏi nó đông quá mà không sợ, tôi sợ gì. Tôi lại khoái chỗ đông nhất, tôi lại nhào vô chỗ đông nhất là nó bí lắm, nó không có cách nào nó xử lý được. Tháng 7 năm 2015, thiếu tá phi công Mỹ Charles Plum, người từng đụng đầu với biên đội của phi công Nguyễn Văn Bảy trên không, đã trở về Đồng Tháp gặp phi công Nguyễn Văn Bảy để tìm hiểu về trận đụng độ cách đây 48 năm. Vào tháng 4 năm 2016 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các cựu phi công chiến đấu Hoa Kỳ với các phi công Việt Nam để tìm hiểu về những gì đã diễn ra trong quá khứ. Họ cùng nhau ôn lại những trận đấu mà hai bên đã từng giao chiến. Trong chiến tranh, lực lượng không quân của Việt Nam lúc nào cũng ở thế kém hơn về số lượng và phương tiện hiện đại, nhưng họ hơn lính Mỹ khi họ chiến đấu trên đất của mình và chiến đấu để bảo vệ quê hương mình. Nó như những người phi công, chúng tôi cất cánh từ lòng dân. Phi công Nguyễn Văn Bảy cũng bước vào cuộc chiến từ những suy nghĩ đó. Ông có sự hồn nhiên, trong sáng của chàng trai Nam Bộ phóng khoáng, có sự tự tin, có lòng hăng hái, từ đó sáng tạo trong cách đánh, biết tránh cái mạnh của địch, biết khoét chỗ yếu trong cái mạnh tưởng chừng như không thể nào vượt qua được để chiến thắng và trở về sau mỗi trận đánh. Ngay trong trận đầu tiên xuất kích vào ngày 7 tháng 10 năm 1965, phi công Nguyễn Văn Bảy cũng đã lập được kỳ tích. Khi máy bay đã bị bắn trúng đạn, thủng kính buồng lái, gần nát khúc đuôi, nhưng ông vẫn bình tĩnh và tự tin để hạ cánh an toàn tại sân bay. Mình chưa đánh lần nào, mình chưa xác nhận nữa. Chứ tôi nói thật, hai cái trái F-105 đó, tôi thấy nó bằng bàn tay rồi mà, F-105 vào bàn tay mà nó bay, mà MiG-17 sao đuổi kịp. Nhưng mà, thì biên đội trưởng người ta bảo đuổi thì mình cứ theo đuổi. Tôi mới nghiêng đồ nghiêng vậy cái, nó phục kích mà, ở phía dưới, nó máy xe vốn lên nó bắn thì tôi nghe một cái đùng rồi máy bay nó lật ngang lên. Nhưng mà tôi phía trước bù lái nó có một cái bị một lỗ thế này, nhìn bên cánh thì có một cái lỗ to bằng cái nón. Máy bay thì thường được phép
bỏ bài, nhưng mà tôi nghĩ tôi tiếc, mới chứ bây giờ mình còn điều khiển được mà bỏ sao, bị thương rồi mình thấy những cái lỗ vậy biết rồi, nhưng mà bây giờ thấy còn điều khiển được mà thôi cứ điều khiển ở nhà chứ bỏ bài cho dù tiếc chứ bay, mình cứ thế mà bay vậy. Hồi đó thời đó ông chuyên gia Liên Xô còn tiếp mình xuống đếm chứ ông xem chứ bay ông đâu thôi thôi. Hồi nào tôi chưa thấy chỗ này mấy bài nó banh chành như thế này mà mày bay rồi còn mày cũng là giỏi đó. Khi mà đuổi theo cái biên đội mà Mỹ nó chui vào trong đám mây thì bác ấy đoán ngay là nó sẽ ra hướng nào, không đuổi theo mà lại đón đầu ở cái phía cái đầu ra, thì y như rằng cái F8 nó ra khỏi đám mây nó bắt đón đầu và bắn rơi nó ngay, rất là sáng tạo và nó ngẫu hứng thật. Thế nhưng mà nó cũng đòi hỏi là cái suy nghĩ, cái nghiên cứu, đây cái kiểu của bác bảy như vậy. Thế hay như là sau khi chiến đấu một thời gian nó bắn rơi được mấy chiếc máy bay thì bác cưới vợ, mà cưới vợ thì rất là đơn giản. Xong rồi cưới xong ấy thì đáng nhẽ là được nghỉ thời gian, nhưng mà mới được có mấy ngày là bác nói đi đánh nhau luôn, và bác ấy xuất kích cái lần đầu tiên sau khi bắn rơi luôn máy bay Mỹ của trung tá của Mỹ, và mà trong khi chưa hết toàn tràng mật. Một trong những người sáng tạo ra cách đánh của MiG-17 với F-4 với F-35, vì phải ai bảo F-4 tốc độ nó cao, cho nên mình không thể đánh đuổi nó phía sau được, cho nên thường là đánh phía trước, chặn đường đánh phía trước. Hai là tốc độ nó bay thẳng thì nó bay là tốc độ nhanh, mình không bao giờ đuổi được nó cả, mà đuổi nó đằng sau nó bắn tên lửa mình rơi thôi. Thế cho nên là tìm cách kéo nó xuống là đánh quần, đánh vòng tròn và cắt bắn kính bay để cho tốc độ của nó. Rồi hai là nó là bay cao thì nó rất là ưu việt, bay đậu 5-6 nghìn mét trở lên là nó ưu việt, nhưng mình không đánh, không lên cao với nó kéo mình lên cao thì mình kéo nó xuống thấp, mà đánh ở độ cao thấp thì tốc độ của nó bị hạn chế và ta sẽ có lợi thế. Cái nhạy cảm trong đánh nhau tôi có cái một chút, chứ bây giờ nói tôi thực tế nói tôi đánh giỏi thì tôi không có công nhận là tôi đánh giỏi gì trên đời này ạ. Mình không có gì mình nói mình giỏi hơn người khác. Mình giỏi thì có người ta giỏi. MiG-17 là có hai chiếc mà đánh giỏi nhất của không quân là Nguyễn Văn Bảy và Võ Văn Mẫn. Khi mà Mẫn chết thì không hiểu làm sao mà bác Hồ biết. Bảy tiếp tục bắn thêm, rơi thêm hai chiếc trong thời gian rất ngắn. Bác Hồ mới lệnh cho đại tướng Võ Văn Mẫn. Cái này tôi ở sở chỉ huy quân chủng cho nên tôi hiểu cái này rất là rõ. Rồi đại tướng Võ Nguyên Giáp mới lệnh cho phòng không quân là cất bẫy không đánh nữa, để cho đồng bào miền Nam thấy phi công anh hùng của miền Nam bằng xương bằng thịt, thì mới thấy là cái tầm nhìn rất là xa của cụ Hồ. Rồi tôi hưởng đó rất là cảm động, cái đó cái tấm lòng Giáp đó hết sức là đúng đó. Cho nên sau này khi mà về miền Nam thì Bảy đi đến đâu thì người ta được. Chỉ trong chưa đầy 5 tháng, từ tháng 4 đến tháng 9 năm 1966, phi công Nguyễn Văn Bảy đã bắn rơi 3 máy bay địch. Với thành tích này, ngày 30 tháng 12 năm 1966, Nguyễn Văn Bảy là một trong 3 phi công đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau khi được phong anh hùng trong năm 1967, Nguyễn Văn Bảy tiếp tục chiến đấu và bắn rơi thêm 4 máy bay. Cuối năm 1967, những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam diễn ra rất ác liệt. Không quân Việt Nam cũng có rất nhiều tổn thất, nhiều phi công hy sinh. Số phi công là người miền Nam còn rất ít, và Nguyễn Văn Bảy được lệnh rút khỏi các kiếp chiến đấu trực tiếp theo lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc chiến tranh ác liệt, khi ngồi vào buồng lái, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Phi công Nguyễn Văn Bảy cũng như những người phi công trẻ tuổi khác bình thản bước vào cuộc chiến, mỗi lần xuất kích luôn xác định tinh thần là có thể hy sinh. Từ một người nông dân trở thành người lính, bản lĩnh gan dạ, ý chí,
anh hùng và quyết tâm chiến đấu giải phóng quê hương đã tiếp sức mạnh lên Nguyễn Văn Bảy, xứng đáng với sự tin yêu của quân đội và nhân dân. Có lẽ cũng vì sự tin yêu đó mà năm 1971, phi công Nguyễn Văn Bảy đã được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 4 và sau đó là đại biểu Quốc hội khóa 5. Long Châu xa, Long Xuyên xa đá Châu Đốc là kết nghĩa với Vĩnh Phú. Chưa giải phóng thì nó để đại diện miền Bắc thì coi như là những người miền Nam mà các tỉnh mà kết nghĩa là coi như được ứng cử vào cái tỉnh đó. Nói hồi xưa cái tinh thần nó khác hơn bây giờ. Bây giờ thì vào Quốc hội phải thể hiện một người đại biểu Quốc hội, đại biểu cho tất cả mọi người để phát huy có ý kiến tất cả các thứ đó, là gì? Quốc hội nói Quốc hội là lập pháp mà, tổ chức pháp luật tất cả các thứ gì, mình phải tham gia đóng góp. Nhưng mà hồi xưa tôi thì quân đội tôi đâu có thời gian đâu mà lo đánh nhau suốt. Tự nhận mình không có nhiều đóng góp cho Quốc hội, nhưng ở thời điểm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cả nước đứng trước nhiều cam go và thử thách, tìm được một động lực, một biểu tượng và chứng minh cho động lực đó là không dễ. Những đóng góp của đại biểu Nguyễn Văn Bảy không phải được đo đếm bằng việc tham gia đóng góp được những luật gì, không phải bằng những phát biểu trên nghị trường, mà bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Việc ông trở thành đại biểu Quốc hội cùng những đại biểu ưu tú khác đã tạo thêm niềm tin trong nhân dân, niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến đấu. Việc tiếp xúc cử tri không phải là một công việc được gọi thành tên, mà mỗi giờ mỗi ngày, hành động thiết thực của mình, ông đã neo giữ niềm tin trong lòng những cử tri là chiến sĩ cũng như đồng bào cả nước. Những việc làm cho dân, tự bản thân ông hiểu rất rõ. Tham dự ngồi trên đoàn chủ tịch, rồi nghe gọi là một cái bông hoa rất là đẹp của cầu Bảo Bảy rất là đẹp. Có hình tượng của Bảy ở trên chủ tịch đoàn thì các đại biểu Quốc hội dường như là ta có được khích lệ, tin tưởng miền Nam sẽ được giải phóng, cả nước tin tưởng thì cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà nhất định là thắng lợi. Với những thành tích trong chiến đấu đã trở thành huyền thoại. Ít ai biết rằng, ông biết lái máy bay ngay cả khi còn chưa biết đi xe đạp. Chàng thanh niên 18 tuổi Nguyễn Văn Bảy tập kết ra Bắc và sau đó được tuyển vào học lái máy bay khi trình độ văn hóa mới chỉ lớp 3. Trong khi hầu hết những phi công khác đều đã tốt nghiệp đại học hoặc ít nhất là trình độ văn hóa lớp 10. Động lực lớn nhất cho những thành công trong chiến đấu cũng như những nỗ lực trong việc thực sự là một người đại biểu đại diện cho dân của ông chính là từ những lời dặn dò của Bác. Tôi đi học lái bay thì mới học lớp 3. Cộng trừ nhân chia một số lẻ tôi chưa làm được. Đó. Nhưng mà trước khi chúng tôi đi học, Bác Hồ hỏi ví dụ một số anh em 2, 3, 40 anh em gì đi thì Bác đến thăm trong này ai có ai miền Nam không? Đó. Ai miền Nam giơ tay lên. Vì xưa miền Nam tập kết là Bác là khác. Mình Bác khác thì Bác nói giờ các chú miền Nam các chú phải cố gắng học tập cho thật giỏi để sau này thống nhất nước nhà các chú đưa Bác về miền Nam thăm đồng bào miền Nam. Đồng bào miền Nam thấy các chú là tập kết ra Bác được đảng nhà nước cho ăn đi học trở thành phi công và lái bay đưa Bác về, cái đó đều rất là
đồng bào Việt Nam rất là tự hào, bản thân mình rất tự hào. Trong nhiều lúc tôi đi học cũng khó khăn lắm chứ. Một, trình độ quá là một. Hai là sức khỏe. Lên cái vai là bay là nôn mửa. Nhưng mà tôi rèn luyện một năm trời đó. Nhiều khi cũng thối chí lắm. Mỗi lần mà mình thấy nó hơi nản lòng nha mọi người. Bác Hồ dặn. Như thế mình phải cố gắng. Đó là cái gì đó. Khi mà xong, vừa qua như nó xong rồi, khi về đánh nhau thì bác cũng đến thăm bác nó vậy. Giờ không quân Việt Nam mà giờ các chú phải đánh thắng giặc Mỹ. Và càng đánh càng thắng, càng mạnh, càng trưởng thành chứ không được bị Mỹ nó tiêu diệt. Từ cái đó hai cái động lực quan trọng nhất để tôi hoàn thành nhiệm vụ mà tôi trưởng thành là cái động lực là Bác Hồ, là cái động lực đối với bản thân. Có thể khác, nhưng mà do tính cách bác Bảy, bác thích với ruộng miệt vườn, mà bác muốn cũng muốn đem cái phần công sức của mình còn lại để xây đắp cho cái quê hương nơi cư giao cát rốn của mình, cũng đó cũng là ý nguyện của bác đấy. Do đó bác xin về để mà thực hiện cái ý nguyện đấy của bác ấy, thì cái đó cũng rất là trân trọng. Động lại ở trong chúng tôi đó là nhiều cao niên, nhưng mà chú cũng lại có cái ý thức tự rèn, tự lực cánh sinh, tự cường trong cuộc sống. Người ta gọi là tuổi cao, trí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là chúng tôi tạm gọi đó là một cái bậc mà hiện tại, hiện nhân của quê hương, không chỉ quê hương chúng tôi mà thế hệ chúng tôi có phải học nhiều hơn nữa, rèn luyện nhiều hơn nữa để mấy theo mấy học không biết sao hết với cụ. Bây giờ hoặc trước đây, bây giờ nói chữ bộ đội cụ Hồ người ta rất là tự hào, người ta rất tự hào. Mà ông ấy là tiêu biểu của thế hệ của những anh bộ đội cụ Hồ, mang bản chất, mang truyền thống của anh bộ đội cụ Hồ, của anh lính bộ binh vào anh lính quân quân. Tuy anh không lên tướng tức gì cả, nhưng theo tôi, một con người, một viên ngọc quý mà một cái gì lưu lại trong lịch sử không quên như là một nhân vật thần thoại trong lịch sử không chiến của Việt Nam trên bầu trời trong chống Mỹ. Có những người khác thì còn xì xèo thế nọ thế kia các thứ, còn có ý kiến khác nhau. Nhưng mà riêng hai ông đó, Bác Bảy và Bác Cốc thì 100% là mọi người suy tôn huyền thoại của nhân Việt Nam. Và cái huyền thoại đó nó không phải cái gì cao sang xa vời cả, mà nó chính là con người giản dị nhất, con người thật nhất, đúng chất của cả trong chiến đấu cho nên đời thường. Người nông dân Nguyễn Văn Bảy lớn lên lúc nước mất nhà tan, lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cất cánh những chuyến bay sinh tử, và rồi lại trở về quê hương nơi chung rau cắt rốn, vẹn nguyên tính cách của người nông dân Nam Bộ. Vậy nhưng với quê hương, người lính phi công huyền thoại, người đại biểu Quốc hội này là một niềm tự hào. Sự giản dị bình dị mà rất đổi anh hùng ấy chỉ càng chứng minh
càng lý giải rõ ràng hơn về sự bất biến của tình yêu mà người dân Việt dành cho ông.